Các bạn đang nghe truyện bắt đầu tu hành từ tiễn thuật trên kênh TV Audio CV. Chương 884, Nam Chinh, Bạch Gia, Năm Bởi vì chỉ thấy tu sĩ mặc hắc bào trước mặt, từ trong túi trữ vật, ào, đổ ra đầy một bàn pháp khí, số lượng nhiều đến mức trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nào phân biệt rõ ràng. Đồng tử dưới mặt nạ của hắn rõ ràng rung lên, sau đó mạnh mẽ đứng dậy. Trần Tam Thạch lặp lại, thế nào, có muốn thu không, tu sĩ mặt nạ vội vàng đứng dậy, mở cửa sổ của căn nhà gỗ, thò đầu ra nhìn xung quanh rất lâu, xác nhận gần đó không có ai, mới xoay người nói, các hạ là ai? Chẳng lẽ gì cả một tông môn? Trong lòng hắn kinh hãi Nói thật, hắc thị bên trong là làm cái gì, mọi người đều biết trong lòng. Cái gọi là pháp khí, đang dược cũ, vân vân, chẳng qua là đồ tịch thu được từ cuộc chiến giữa các tu sĩ, hoặc là đồ cướp được từ việc giết người cướp của, mang đến hắc thị để xử lý, chính là vì bí mật. Nói trắng ra, nơi này cơ bản là không có người tốt. Nhưng đoạn tư lỗ lăn lộn ở hắc thị nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ra hàng với số lượng lớn như vậy. Trần Tam Thạch chỉ ngắn ngủi triển lãm xong, lại thu tất cả mọi thứ vào trong túi trữ vật. Có muốn không? Muốn, đương nhiên là muốn, đoạn tư lỗ nói, bắt đầu kiểm kê từng cái một. Phi kiếm hạ phẩm một thanh, giá thu mua là 10 khối linh thạch. Kim đao pháp khí hạ phẩm một thanh, giá thu mua là, cuối cùng kiểm kê xong, pháp khí nhiều đến mấy chục cái, tổng cộng trị giá một ngàn khối linh thạch, giao dịch ngay tại chỗ. Sau khi rời khỏi hắc thị, Trần Tam Thạch lại tiếp tục đổi mặt, cầm theo số lượng lớn linh thạch, đi đến khu vực cửa hàng của đại trạch phường thị, hắn vừa mới đi vào đường phố, đã nhìn thấy khắp nơi đều dán lệnh truy nã và chân dung của hắn. Truy nã, Trần Tam Thạch, nhiệm vụ treo thưởng, linh mạch động phủ thượng phẩm quyền cư trú 100 năm, linh vật trúc cơ, năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm địa điểm nhiệm vụ đông thắng thần châu yêu cầu cảnh giới luyện khí tầng 12 trở lên võ đạo chân lực trở lên người từng dẫn binh đánh giặc ở phàm tục có thêm tiền thưởng không chỉ là trần tam thạch thậm chí ngay cả sư huynh sư tỷ của hắn cũng đều có tên trong danh sách chỉ là tiền thưởng tương đối có vẻ đáng thương căn bản là không có ai thèm nhìn nhiều một cái đây là cả sư môn đều bị nhắm vào hơn nữa cái này cũng không thể nói là tai họa do sư phụ lưu lại có một số việc vốn là không thể tránh được. Lúc đầu, nếu không phải sư phụ hắn kịp thời phong ấn tổ mạch của chân trời góc biển, sau khi phong ấn thiên địa bị phá hủy, tu sĩ có cảnh giới cao lập tức sẽ khống chế toàn bộ đông thắng thần châu. Đến lúc đó, chưa nói đến linh hòa trong ruộng của bách tính từ một phần trực tiếp biến thành năm phần, thì ngay cả lão hoàng đế cũng khó thoát khỏi vận mệnh trở thành con rối, mãi mãi bị khống chế. Tất cả mọi người đều phải sống dưới sự thống trị của tiên nhân trần tam thạch cũng phải nghĩ cách thuê linh mạch động phủ cẩn thận từng ly từng tí sống sót tương đương với việc tất cả đều quay trở lại lúc ở bà dương lại đi một lần nữa con đường đã đi trong đó không nói đến gian nan chỉ có nguy hiểm cũng rất lớn đông thắng thần châu duy trì hiện trạng đối với hắn đối với bách tính thậm chí là đối với kẻ địch của thần châu đều có lợi ích rất lớn hơn nữa hiện tại trận chiến hỗn loạn này cũng là tu tiên giới gây ra bọn họ muốn tranh đoạt linh mạch kết quả là chỉ huy phàm nhân của thần châu lên sa trường đi chịu chết giống như hàng tương coi binh mã dưới tay là quân cờ thì trong mắt tiên nhân có cảnh giới cao hàng tỷ sinh linh của đông thắng thần châu lại làm sao không phải là quân cờ của bọn họ bao gồm cả trần tam thạch đối với lệnh truy nã hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không thấy kỳ lạ việc đã đến nước này chẳng qua là binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn chỉ là càng phải tranh thủ tu luyện mới được chỉ cần phong ấn thiên địa còn hắn lại có thể đạt đến chân lực trung kỳ thậm chí hậu kỳ, thì không cần sợ tu sĩ có cảnh giới cao trong tu tiên giới. Đơn giản nhìn mấy cái, Trần Tam Thạch đi vào trong bách bảo lâu mua sắm vật phẩm. Đầu tiên, chính là các loại nguyên liệu đan dược, nguyên liệu phù lục, mỗi loại đều mua số lượng lớn, tổng cộng tiêu tốn 200 khối linh thạch. Sau đó, là pháp khí thượng phẩm, kim cung ngân đạn, cũng có giá trị 200 khối linh thạch. Xuất phát từ việc chạy một chuyến không dễ, Trần Tam Thạch không nở đi ngay, mà tiếp tục đi dạo trong cửa hàng, xem có thể mua được một số thứ khác mình cần hay không. Đáng tiếc, không mua được đan dược võ đạo mình cần, nhưng lại có binh khí cảnh giới chân lực, nhưng hắn không thiếu, Long Đảm Lương Ngân Thương sư phụ lưu lại là huyền binh có thể trưởng thành, sau này chỉ cần thêm tài liệu để nâng cao phẩm cấp là có thể dùng mãi. Nhưng sau khi rời khỏi Bách Bảo lâu, một cửa hàng khác lại khiến Trần Tam Thạch chú ý, Vạn Thú lâu. Như tên gọi, nơi này là nơi bán linh sủng. Các loại linh sủng bị nhốt trong lòng có cấm chế, để người ta lựa chọn mua bán. Trần Tam Thạch có kỹ nghệ ngựa thú còn chưa phát triển, đương nhiên không ngại mua thêm một con linh sủng để nuôi, dù sao hắn cũng có linh mạch, rất nhanh, ánh mắt hắn đã rơi vào trên người một con tiểu bạch xà. Linh ngọc bạch xà, nhị giai tiềm lực, giá bán, 400 linh thạch, linh thú loại rắn, từ trước đến nay đều là tài liệu tốt để làm cung tên. Con, linh ngọc bạch xà, này càng là như vậy, gân rắn dùng làm dây cung, xương rắn dùng làm binh khí, thậm chí ngay cả da rắn và vảy rắn cũng có thể dùng để chế tạo pháp khí phòng ngự, có thể nói là toàn thân đều là bảo. Hơn nữa, Linh Ngọc Bạch Xà, trưởng thành rất khó tìm trong rừng, mấy chục năm cũng khó gặp một lần. Trần Tam Thạch xuất thân là thợ săn, theo thói quen đánh giá giá trị của Bạch Xà, lúc trước không nhìn thấy cung tiễn nhị giai trong bách bảo lâu, trong lòng không tránh khỏi có ý định chuẩn bị trước. Nếu bản thân nuôi một con, sau này tháo dở, cũng rất có lời nghĩ như vậy hắn bèn bỏ tiền mua nó mua sắm xong đồ đạc trần tam thạch một mình đi vào trà lâu ngồi xuống sau đó để ngốc nghếch đi ngư long tập tìm xem võ đạo thế gia bạch gia bạch lân huân có ở đó không bản thân thì đi dạo xung quanh nghe ngóng tin tức về bạch gia tu sĩ võ đạo ở thiên thủy châu không nhiều chỉ có một số ít tông môn có truyền thừa cảnh giới võ đạo hậu kỳ gia tộc võ đạo lại càng hiếm thấy bạch gia chính là một trong số đó Địa điểm gia tộc Bạch gia cư trú, cách Đại Trạch Phường thị không xa, chỉ ở trong Hoàng Hôn Cốc cách 500 dặm, chiếm cứ một linh mạch nhất phẩm cực phẩm, nồng độ linh khí chỉ kém nhị giai một chút. Bạch gia từng ở khu vực này, cũng được coi là gia tộc cực kỳ phồn thịnh. Lão tổ trong tộc, từng là võ giả chân lực hậu kỳ, trong tộc chỉ nói đến võ giả chân lực trung kỳ, từng có 5 người, đè ép mấy đại gia tộc khác xung quanh không ngẩng đầu lên được. Chỉ là nghe nói những năm gần đây dần dần suy tàn, mặc dù vẫn còn lão tổ chân lực hậu kỳ trấn giữ, nhưng trong tộc xuất hiện đoạn đại, tạm thời còn chưa có người tiếp nhận trọng trách gia tộc, cho nên đã có rất nhiều người bắt đầu thèm thùng bảo địa của Bạch Gia. Ở trong tu tiên giới, linh mạch chính là tài nguyên quý giá nhất, tương đương với ruộng đất đối với nông phu. Phạm nhân không có ruộng để trồng lương thực sẽ chết đói. Tu sĩ không có linh khí tu luyện, thì tương đương với cá không có nước. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể dựa vào thuê động phủ, hoặc là bán mạng cho tông môn để nhận được linh khí tu luyện nhưng nếu một tu sĩ có thể một mình chiếm cứ một linh mạch hơn nữa có đủ thực lực thì có thể bảo vệ gia tộc sinh sôi nảy nở thậm chí khai tông lập phái thành lập tông môn ví dụ như trần tam thạch hiện tại trong tay hắn có một linh mạch thượng phẩm hơn nữa còn là linh mạch có thể di chuyển có thể đi đâu mang theo đó sử dụng bất cứ lúc nào chỉ cần có đủ tài nguyên thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một nhóm pháp tu thậm chí là võ tu bảo vật như vậy, không biết sư phụ lão nhân gia lấy được từ đâu, những chuyện này cũng không phải là chuyện gấp hiện tại. Nói về Bạch Gia Lúc đầu thịnh vượng, đắc tội rất nhiều gia tộc, có rất nhiều kẻ thù, trong đó bao gồm Lý Gia đang truy nã Trần Tam Thạch, hiện tại nhìn thấy Bạch Gia sắp suy tàn, thì chuẩn bị đạp đổ. Cũng khó trách Bạch Gia dù sao cũng là một đại gia tộc, hiện tại bị chèn ép đến mức phải lén lút bày quầy ở Ngư Long Tập, ngay cả cửa hàng cũng không có nói như vậy hắn và bạch gia ngược lại có kẻ thù chung nhưng phòng người không thể không có trần tam thạch và ba chữ trấn thủ sử có dính dáng các tội không chỉ mấy gia tộc phía sau còn có tông môn ai cũng không biết bạch gia có lấy tin tức của hắn đi đổi lấy lợi ích hay không hắn gọi một ly linh trà trong lúc đợi tin tức thì lấy linh ngọc bạch xà ra đùa nghịch con rắn này còn nhỏ chỉ to bằng ngón tay dài vài tấc cuốn quanh trên tay có cảm giác lạnh lẽo miệng màng Trần Tam Thạch nặng ra một giọt tinh huyết, đút vào miệng bạch xà, lại thông qua quy trình đặc thù, thì coi như thành công nhận chủ bằng máu. Kỹ nghệ, ngự thú, nhập môn, tiến độ, không phần 500, hiệu dụng, phản tổ, phản tổ, tất cả linh thú được thống ngự, đều có thể theo cảnh giới tăng lên mà thức tỉnh huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể, từ đó không ngừng tiến hóa, bất luận là đối với linh thú hay là yêu tộc, huyết mạch chính là căn bản thực lực của bọn chúng. Ví dụ như một con hổ bình thường tu luyện ngàn năm, rất có thể không bằng thần thú tu luyện trăm năm viết mạch cũng tương đương với tư chất tu hành của linh thú lúc trước viết rất rõ ràng trong cửa hàng bạch xà của hắn có tiềm lực nhị giai tương đương với sau nhị giai rất khó tiếp tục leo lên nhưng sau khi có phản tổ thì tình huống khác hẳn nếu bạch xà có huyết thống tổ tiên tốt thì có thể đi xa hơn điều này tương đương với việc tu luyện công pháp có thể nâng cao tư chất linh căng trên thực tế là hiệu quả rất đáng sợ nếu không phải mỗi tu sĩ có linh thú nhận chủ bằng máu sẽ bị hạn chế bởi cảnh giới trần tam thạch thật sự muốn mua mấy con linh thú nuôi nuôi nhưng quá nhiều cũng vô dụng một là cần tài nguyên để nuôi hai là cần trưởng thành một thời gian ngắn cũng không dùng được chỉ có thể làm tiêu khiển có hiệu quả phản tổ ngược lại có chút không nỡ làm tài liệu để nuôi không lâu sau chiêu chiêu mang tin tức trở về tìm được giúp ngươi rồi hẹn gặp ở nơi ngươi nói một canh giờ sau trước cổ truyền tống trận. Trần Tam Thạch đợi được Bạch Lân Huân của Bạch Gia. Hắn hẹn gặp ở đây, chính là phòng có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, ví dụ như đối phương bán đứng tin tức của hắn, thì có thể kịp thời thông qua cổ truyền tống trận rời khỏi nơi này, chỉ cần trở về chân trời góc biển, thì những pháp tu kia có đến bao nhiêu, hắn cũng có thể giết bấy nhiêu. Trần Huynh, đã lâu không gặp, Bạch Lân Huân chấp tay hành lễ. Sau khi chia tay không lâu, thì xảy ra sự kiện giết người ở phường thị. Sau đó, hắn lại biết người này là đệ tử của quỷ thất, hiện tại đang đánh nhau với các tông môn ở Đông Thắng Thần Châu, cơ bản coi như là đối địch với toàn bộ tu tiên giới. Trần Huynh, Bạch Lân Huân giải thích, ngươi không cần căng thẳng, chuyện của người ta thực sự biết, nhưng tất cả những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Bạch Gia của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Chia tay gần 3 năm. Trần Tam Thạch lấy ra túi trữ vật đựng đan dược, đây là chân vũ đan mà Bạch Huynh đặt mua lúc trước, Mười viên, tất cả đều là hàng tốt. Bạch Lân Huân nhận lấy kiểm tra một phen, tán tháng, kỹ thuật luyện đan của đạo hữu thật sự bất phàm, nghĩ đến chỉ cần có đủ đan phương, thì nhất định có thể đột phá đến nhị giai luyện đan sư. Hắn vừa nói vừa trả nốt tiền. Trần Tam Thạch cũng kiểm đếm số lượng, sau đó hỏi, đạo hữu, các ngươi bạch gia là thế gia võ đạo, chắc là có đang dược giúp võ giả chân lực sơ kỳ tăng lên tu vi. Không biết có thể bán cho ta một ít không? Có thì có, nhưng mà Bạch Lân Huân chuyển giọng, Trần Huynh Hà tất phải khổ sở truy cầu tài nguyên như vậy. Không bằng đến Bạch Gia của ta Hoàng Hôn Cốc là một vị cung phụng, đừng nói là, mua, đan dược, thì tài nguyên khác, Bạch Gia của ta cũng có thể cho ngươi. Cung phụng, Trần Tam Thạch hỏi, Bạch Huynh, các ngươi Bạch Gia có phải là có tộc trưởng hậu kỳ tọa trấn, Hà tất phải mời một chân lực sơ kỳ như ta, hay Bạch Lân Huân thở dài, thực không dám giấu, hiện tại Bạch Gia của ta thiếu hụt luyện đan sư đáng tin, mà đạo hữu có tiềm chất này lại là người biết giữ chữ tín cho nên thật lòng muốn mời trần huynh chỉ cần trần huynh đồng ý bạch gia của ta có thể trực tiếp dùng tài nguyên đúc ngươi thành nhị giai luyện đan sư hơn nữa còn có thể cho ngươi đan phương cảnh giới chân lực trần tam thạch trêu chọc bạch huynh chẳng lẽ không nhìn thấy trong đại trạch phường thị khắp nơi đều là lệnh truy nã của ta bạch gia còn dám thu nhận ta dùng dung mạo cải trang không phải được sao bạch lân hung nói ta thấy thuộc dịch dung của huynh đài cũng thần quỷ khó lường chỉ cần ngươi cẩn thận một chút gia của ta lại giữ bí mật, thì ai có thể biết ngươi ở hoàng hôn cốc của chúng ta, Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra bạch gia này thực sự gặp phải vấn đề, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Hắn từ chối, không phải không muốn, mà là không thể, bắt Lương còn đợi hắn trở về khai chiến, đương nhiên không thể lưu lại nơi này. Ta vẫn hy vọng Bạch Huynh có thể bán một ít đan dược cho ta, cứ theo giá thị trường. Thôi được, Bạch Lân Huân đã nghe nói về chuyện của đối phương ở Đông Thắng Thần Châu, biết là không thoát thân được sau khi suy nghĩ ba lần trực tiếp lấy ra một túi trữ vật từ trên người trần huynh trong này có hai viên thái thanh đan chúng đủ để giúp ngươi tăng tốc độ tu luyện không đợi trần tam thạch hỏi giá đối phương lại nói không cần linh thạch tặng miễn phí cho đạo hữu trong này không chỉ có thái thanh đan còn có một số đan phương của đan dược nhất giai và rất nhiều nguyên liệu tất cả đều tặng miễn phí cho đạo hữu chỉ cầu một chuyện tương lai sau khi đạo hữu trở thành nhị giai luyện đan sư đến hoàng hôn cốc của ta một lần cho dù chỉ là giúp đỡ một đoạn thời gian rồi rời đi bạch huynh trần tam thạch hỏi tại sao ngươi chắc chắn sau khi ta lấy đồ xong sẽ quay lại giúp các ngươi bởi vì bạch gia của ta có tài nguyên tu luyện võ đạo bạch lân huân thẳng thắng nói mà trần huynh và lý gia cùng với rất nhiều tông môn là kẻ thù sống chết là đồng minh đáng tin bẩm sinh xem ra có nhiều kẻ thù cũng có lợi ích của việc có nhiều kẻ thù trần tam thạch cảm thấy thú vị ta sẽ cố gắng hết sức, thế nào, được, Bạch Lân hung nặng nề gật đầu. Một lời đã định. Đã là lượng sức mà làm, không thể cứ lấy đồ của người khác mà không trả phí được. Trần Tam Thạch lại hỏi giá Trần Huynh không muốn chiếm tiện nghi của người khác, càng chứng tỏ là người sản khoái. Bạch Lân Huân không do dự nữa thế này đi, sau khi Trần Huynh luyện đang dược xong, chia cho ta một nửa, coi như ta cũng không thiệt thòi. Còn bộ, phù tướng Thiết Khải, trong đó, là một bộ giáp phòng ngự cấp 1, cứ tính là 200 linh thạch, đến lúc đó coi như khấu trừ luôn, thế nào? Hắn cũng thực sự muốn đối phương nợ mình một ân tình, sau này dễ bề đạo đức trói buộc, nhưng không thể cưỡng ép, nếu không sẽ phản tác dụng. Không vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Người đặt đang dược cung cấp nguyên liệu, vốn là chuyện thường thấy, giao dịch thường túy như vậy cũng khiến lòng người thoải mái hơn. Trần Huynh, cáo biệt, Bạch Lân Huân chấp tay hai người cúi chào nhau. Thông qua Ngọc Bài, trở về Thiên Nhai Hải, trước tiên để Tiểu Ngốc qua chèo thuyền qua Sương Hải, sau đó ngự không bay về hướng Lương Châu. Trên đường, hắn mới có thời gian mở túi trữ vật đối phương đưa cho, xem kỹ, không khỏi hơi kinh ngạc. Bạch gia giàu có như vậy, chỉ có nguyên liệu luyện chế chân vũ đang bên trong, đã gần trăm phần, nguyên liệu dưỡng kinh đang càng có hơn hai trăm phần, nguyên liệu thanh linh đang cũng có mấy chục phần, ngoài ra còn có nguyên liệu của các loại đan dược cấp một khác, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Cuối cùng, chính là bộ giáp Bạch Lân Huân đã nhắc tới, phù tướng Thiết Khải. Bộ giáp này toàn thân màu đen mực, được chế tạo từ hổ nguyên huyền thiết, bề mặt khắc chi chiếc phù văn, xuyên suốt từ đầu đến đuôi, thiết kế tinh xảo khéo léo kết hợp với sự lạnh lùng cứng rắn của kim loại, dưới mũ giáp uy nghiêm trang trọng, còn có một chiếc mặt nạ dữ tận, sát khí ngút trời, toàn bộ giáp trụ nằm trong không gian trữ vật, rõ ràng là giáp mới, nhưng lại toát ra cảm giác cổ xưa nặng nề. Theo như Bạch Lân Hung nói, bộ giáp này được chế tạo đặc biệt cho võ giả, có thể dung nạp bất kỳ chân lực nào trong ngũ hành, lực phòng ngự cũng tương đương với phù lục cấp 1. Trần Tam Thạch thu lại suy nghĩ, tập trung tinh thần ngự không bay. Chuyến, mua sắm, này diễn ra thuận lợi bất ngờ, hầu như không làm lỡ bất kỳ thời gian nào. Hành trình khứ hồi. Chỉ hơn một tháng. Trần Tam Thạch đã trở về Lương Châu tất cả quân vụ lương thảo vân vân đều được điều động có trật tự hứa văn tài trở về quả thực tiết kiệm được rất nhiều tâm sức hắn ném tiểu ngốc qua trở về đốc sư phủ sau đó đi thẳng đến trung quân đại trướng lúc này là giờ mão trời vừa sáng trần tam thạch đến quân doanh liền thấy đại trướng của hứa văn tài vẫn sáng đèn dường như là cả đêm không ngủ hắn vén rèn trướng đại nhân đã trở về Hứa Văn Tài ngẩng đầu lên từ đống cuộn sách và tấu chương chất cao như núi, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ tham kiến đại soái. "Ngươi với ta còn đa lễ gì nữa?" Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, "Tình hình gần đây thế nào? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 20 ngày nữa là có thể bắt đầu xuất chinh." Hứa Văn Tài chỉ vào tấu chương trên bàn, cẩn thận trình bày chi tiết đại nhân bận rộn, rất nhiều chính vụ tiểu nhân đã cả gan thay đại nhân làm chủ, nhưng cũng có một số việc tương đối quan trọng, tiểu nhân đã đặc biệt đánh dấu mong đại nhân bớt chút thời gian đích thân phê duyệt. Ngoài ra, bên tấn vương tàu hoáng phái người đến, một tiên sư dẫn theo một thái giám, nói là muốn ban thưởng cho đại nhân. Ban thưởng cho ta. Trần Tam Thạch dừng lại, tiếp tục. Nói ra thì dài. Hứa văn tài mời bạch bào ngồi xuống, sau đó nói trước bản đồ kể từ khi tấn vương và yến vương bắt giữ phòng tướng quân, đã bắt đầu tung tin đồn ở phía nam, nói rằng đương kim bệ hạ chuyên tâm tu đạo, Sớm có ý định nhường ngôi cho Tấn Vương. Vì vậy, Tần Vương mới ám sát Tấn Vương, sau đó nhân lúc bệ hạ bế quan không biết chuyện, cùng với Nghiêm Đảng nắm giữ triều chính, thậm chí còn muốn giết cha đoạt ngôi. Tấn Vương khởi binh là để cứu cha, thanh trừng gian thần bên cạnh vua. Không chỉ vậy, bọn họ còn noi theo Bắc Lương chúng ta, đi đến đâu cũng diệt trừ tất cả linh hòa, còn tuyên bố rằng Bắc Lương không phải là phản quân, mà là binh mã dưới trướng Tấn Vương, là trung thần của Đại Thịnh triều hiện nay có thể nói là thiên hạ quy tâm. Đừng coi thường ảnh hưởng mà học thuyết thánh nhân nho gia mang lại cho thiên hạ, càng đừng coi thường số lượng trung thần mà đại thịnh đã nuôi dưỡng suốt 300 năm qua. Hơn nữa chuyện nhiều ngôi, trong trường hợp hoàng đế bế quan không ra, càng ngày càng giống thật. Bộ lời nói này, trực tiếp tôn tấn vương lên thành người được trời cao lựa chọn, như vậy chẳng mấy chốc sẽ thu hút được rất nhiều nhân tâm. Không lâu trước đây, Hứa Văn Tài từng nói về chiến lược vĩ đại, 10 năm đại kế, nhưng đó cũng phải mất 10 năm mới tiêu hao sạch sẽ vận số của triều đại thịnh. Mà bây giờ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Vận số của đại thịnh vẫn chưa tiêu vong. Trần Tam Thạch nhận lấy trà do Ngoại long đệ tử tề thành rót, uống một ngụm, hỏi vậy theo ý ngươi, ngươi cảm thấy, ban thưởng này ta nên nhận hay không, có lợi cũng có hại. Hứa văn tài tiếp tục nói đại nhân đã là quốc công, ban thưởng tiếp, cũng chỉ có thể là vương khác họ, chữ, vương, này, không chỉ có tác dụng với đại nhân sau này mà còn có ích rất lớn cho tốc chiến tốc thắng mà đại nhân muốn thực hiện lấy danh nghĩa bắc lương vương nam hạ chỉ cần đánh thắng một đến hai trận chiến quan trọng là có thể khiến các nơi trên thiên hạ nhìn thấy mà sợ hãi không có ý định kháng cự chút nào còn khuyết điểm là trên danh nghĩa đại nhân vẫn là thần của đại thịnh chỉ có điều biến thành phe tấn vương không còn đánh dưới ngọn cờ của kinh thành mà là đánh dưới ngọn cờ của tấn vương nhìn chung tiểu nhân kiến nghị đại soái có thể tiếp nhận ban thưởng trần tam thạch khẽ gật đầu lão thư sinh nói không sai ý định của hắn là tốc chiến tốc thắng nhanh chóng đánh đến kinh thành trường an trong trường hợp vận số triều đình chưa tiêu hết khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều kháng cự nếu có thời gian có thể từ từ tiêu hao nhưng trần tam thạch lại thiếu thời gian nhất bất kể thế nào cứ đánh đến kinh thành rồi tính sau nghĩ đến đây hắn đặt chén trà xuống để người của tấn vương đến đây đi không lâu sau một thái giám mặc áo mãn bào đi vào trong trướng sau khi chấp tay hành lễ lấy ra một cuộn trục màu vàng cam sau đó không vội đọc dường như đang đợi gì đó tuy nhiên bạch bào vẫn ngồi trên soái vị không hề có ý đứng dậy hành lễ theo quy củ của triều đại thịnh chiếu thư của thái tử giám quốc không cần quỳ lạy đại lễ nhưng cũng cần quỳ một gối để tỏ lòng tôn kính triệu công công hứa văn tài lên tiếng nhắc nhở đại soái nhà ta bận rộn quân vụ mong ngươi đừng lãng phí thời gian ô hì hì triệu công công cười hai tiếng xấu hổ cũng không dám bày đặt nữa lớn tiếng tuyên đọc nay triều đình giang thần cầm quyền gây rối triều chính khiến thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than tấn vương tào hoán gánh vác trọng trách khích lệ luật sư dẫn dắt quần nghĩa thuận theo ý trời để bình định xã tắc đặc biệt phong cho trần tam thạch ở lương châu là lương châu vương thống soái binh mã bắc cảnh nam hạ tiêu diệt kẻ ác bình định thiên hạ bắc lương vương vương khác họ triều đại thịnh đừng nói là sau này cho dù là thời kỳ đầu lập quốc có lập công lao lớn đến đâu cũng chưa từng có vương khác họ chỉ trong vài năm ngắn ngủi bạch bào trước mặt từ một tiểu giáo úy trong quân một đường đi đến bắc lương vương không thể không khiến người ta kinh ngạc chiếu thư ta nhận thay ta cảm ơn tấn vương điện hạ trần tam thạch khách sáo vài câu sau đó hạ lệnh đuổi khách ta còn quân vụ cần xử lý, không lưu triệu công công lại được. Vậy thì hy vọng vương gia, sớm ngày xuất binh Nam hạ nhập quan, điện hạ sẽ hưởng ứng ở phía Nam, tranh thủ sớm ngày bình định thiên hạ. Triệu công công nói một câu, sau đó được một tu sĩ dẫn theo ngự không rời đi. Ngày 12 tháng chạp năm Long Khánh thứ 76 Tấn vương tàu hoán sắc phong bạch bào Lương Châu là Bắc Lương Vương, tiết chế binh mã Bắc Cảnh, truyền hịch thiên hạ, từ đó về sau, chính thức ngang hàng với triều đình, gọi đối phương là phản nghịch. Lại là một năm mùa đông tháng chạp, bắc cảnh vẫn thường có tuyết rơi lã tả. Thiết kỵ Bắc Lương cũng đã đến trước ngày xuất chinh. Trên diễn võ trường, quân nhạc vang lên rền rỉ. Cũng giống như khi ở Khánh Quốc, có thể dùng Khánh Ca để làm cảm động tướng sĩ Khánh Quốc, Bắc Lương tự nhiên cũng có khúc ca của riêng mình. Lễ nhạc tuyệt đối không chỉ là công cụ tiêu khiển ở nơi yên hoa kỷ viện, nếu dùng thích hợp, không chỉ có thể tăng cường sự gắn kết của quân sĩ, xoa dịu lòng người, còn có thể khích lệ sĩ khí, kích thích ý chí chiến đấu, đây cũng là ý nghĩa của quân nhạc. Trước đây, Bắc Lương có khúc ca, nhưng không có quân nhạc cố định. Quân nhạc hiện nay là do Trần Tam Thạch đề xuất, nhưng hắn không hiểu âm luật, nội dung cụ thể là do Phòng Thanh Vân và Hứa Văn Tài cùng nhau nghĩ ra, sau khi khởi sự 2 năm gần đây, Hứa Văn Tài đích thân định nó là quân nhạc Bắc Lương, để tăng cường sự gắn kết, đặt tên là bắt lương phá trận nhạc. Khúc nhạc này được hàng nghìn tướng sĩ có hứng thú với nhạc cụ biểu diễn, nhạc cụ bao gồm nhị hồ, tỳ bà, sáo trúc, xích bát, kèn Sona na, trống trận, vân vân cùng nhau hòa tấu, giai điệu hùng tráng, khích lệ lòng người, khí thế hào hùng, quy mô lớn. Sở dĩ Trần Tam Thạch đề xuất chế tạo quân nhạc, không chỉ là để phục vụ cho hình thức, mà là để diễn luyện trận pháp trong kỳ binh thiên thư, trong đó có một trận pháp tên là Hoành Hoành Uy Linh Trấn Hồn Trận, cần dùng đến đại nhạc, nhưng không có ghi chép cụ thể về bản nhạc và nhạc cụ cần thiết, cũng chỉ có thể thử nghiệm. Hắn đứng trên đài cao, nhìn các tướng sĩ sắp xếp theo các phương vị khác nhau, cảm nhận phản ứng của huyền châu trong những trữ vật, phát hiện quả thực có thể dùng được, nhưng số lượng huyền khí lại không đủ. Thiên thư ghi lại, Trấn hồn khúc có thể trực tiếp hủy diệt thần hồn, tất nhiên huyền khí tiêu hao cũng rất lớn, hiện tại cho dù có thể bố trí được, huyền khí cũng không đủ dùng trận pháp trong thiên thư hoặc là dựa vào linh khí thiên địa, hoặc là cần huyền khí để duy trì thi triển, huyền khí càng nhiều, quy năng càng lớn. Kể từ khi Trần Tam Thạch thực tế khống chế ba châu bắc cảnh, huyền khí tích lũy ngày càng nhanh, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có thể sử dụng trận pháp mạnh hơn, ví dụ như, thập bát Minh Đinh cũng lôi trận, ở ngân tùng nhai trong hổ lao quan lúc trước, chỉ có thể triệu hồi vài đạo thần lôi, nhưng nếu có đủ huyền khí, hoàn toàn có thể khiến lôi đình liên tục giáng xuống. Lại ví dụ như những trận pháp nhìn có vẻ huyền ảo kia, thực sự có thể khiến thiên địa sinh ra dị tượng, tiếp dẫn tinh tú oanh kích mặt đất. Nói theo cách này, cuộc khởi nghĩa lần này, thật sự là khởi đúng rồi. Cùng với việc mở rộng lãnh thổ thực tế, Trần Tam Thạch có thể sử dụng trận pháp ngày càng mạnh. Một khúc, bắt lương phá trận nhạc, hùng tráng, khí phách nuốt trời đất kết thúc. Đại kế Nam Chinh cũng chính thức bắt đầu. Bắc Lương quân hiện nay có chín đại doanh gồm Chu Tước doanh, Thanh Long doanh, Thiên Lang doanh, Trấn Tiêu doanh, Bắc Phủ doanh, Thiên Sách doanh, Đại Kích doanh, An Sơn doanh, Hồng Trạch doanh, cộng thêm vệ sở quân đội của U Châu, Nhạn Châu địa phương đầu hàng, tổng cộng binh mã có thể sử dụng đạt 18 vạn. Trong đó, Thiên Sách doanh và quân đội vệ sở của Nhạn Châu vẫn lấy một lượng nhỏ binh lực trấn thủ khe núi kiếm môn dễ thủ khó công. Tây Tề trong mấy năm trước đây đã nhiều lần bị trọng thương, sau khi bị bạch bào đẩy lùi đến minh châu đã hoàn toàn từ bỏ bắc lương chuyển sang toàn lực tấn công tổ mạch mãn sơn 15 vạn đại quân còn lại tất cả đều bày binh bên ngoài núi kỳ lân ngày đêm gấp rút tu sửa trạm đạo làm ra vẻ muốn toàn lực tấn công xuân thu phủ nam chinh chính thức bắt đầu kinh thành trung giác điện tần vương và những người khác gần như liên tục xử lý chiến báo từ các hướng khác nhau may mắn thay phần lớn đều là tin thắng trận Lão Mạc và Từ Tiên Sư ở phía Nam báo tin thắng trận, chém giết 3.000 địch, chém giết hai viên tướng, thu phục toàn bộ phía Nam, tổ mạch Mãn Sơn dưới sự dẫn dắt của lão tổ nhà họ Lăng và tướng quân đồng hiểu sơ liên chiến liên thắng, chém giết hơn một vạn địch, đại soái Khương Nguyên Bá và tiên sư của Thăng Vân Tông, thuận lợi ngăn chặn được cuộc tấn công của Đông Khánh ở thông Nam Phủ bên ngoài Lai Châu, tốt. Tốt quá, Tề Vương vui mừng liên tục khen ngợi thượng thư bộ binh hiện nay một lão không hổ là người đi ra cùng với tôn tượng tông dưới sự bố trí của ngài chỉ chưa đầy nửa năm đã ổn định được cục diện, một phùng xuân vốn có danh là độc sĩ. Giỏi nhất là sử dụng độc kế. Sau khi thiên hạ đại loạn lần này, hắn được giao trọng trách làm thượng thư bộ binh, nhiều lần sử dụng độc kế để ly gián nhân tâm, nếu không phải có chút khó nghe, hoàn toàn có thể nói là bậc thầy của độc đạo trong binh gia. Ha ha. Một phùng xuân chỉ cười như không cười nói lão hủ đã là nến sắp tàn trong gió, vẫn có thể trung thành với triều đình, là vinh hạnh của lão hủ. Điện hạ, Bắc Lương có tin tức, ngay sau những tin thắng trận liên tiếp, một giọng nói rõ ràng khác hẳn lúc trước vang lên. Một thị vệ hoảng hốt chạy vào trong điện nói không lâu trước đây, Tấn Vương tự xưng trong tay có chiếu thư nhường ngôi, sau đó lại sắc phong Trần Tam Thạch làm Bắc Lương Vương khác họ, hiện nay Trần Tam Thạch tập hợp 15 vạn đại quân, đóng quân ở bên ngoài núi Kỳ Lân, ngày đêm tu sửa trạm đạo, chuẩn bị tấn công xung thu phủ, Nam Hạ nhập Trung Nguyên, lời này vừa dứt, các quan viên vốn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa căng thẳng. Bạch Bào, Trần Tam Thạch, 15 vạn đại quân, ba từ này kết hợp lại với nhau có ý nghĩa gì, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Hoang đường, Tần Vương giận dữ nói lúc lập quốc, Thái Tổ đã thỏa thuận rõ ràng với các đại tướng trong kỳ lân cát, kẻ nào không mang họ Tào mà xưng vương, thiên hạ cùng giết. Giang Sơn này, là Giang Sơn của nhà Tào chúng ta, lão lục hắn vì muốn mưu đoạt ngôi vị, quả thực không từ thủ đoạn nào, cực kỳ đáng hận, so với sự phẫn nộ của hắn, Tề Vương lại lo lắng nhiều hơn một lão, Nghiêm đại nhân, Trần Tam Thạch từ khi nhập ngũ tới nay, chưa từng thất bại, lúc trước ở hổ lao quan càng lấy 3.000 huyền giáp đại phá 10 vạn đại quân Nam Từ, bây giờ trong tay hắn có 15 vạn đại quân, vạn nhất thật sự để hắn đánh vào trong quan, thì phải làm sao, tề vương điện. Hạ đừng hoảng sợ. Một phùng xuân nhìn chầm chầm vào sa bàn, trấn an cảm xúc của tất cả quan viên lão phu đã từng đứng ở góc độ của Bắc Lương nghĩ ra rất nhiều đối sách, ví dụ như hợp tác với Đông Khánh, ví dụ như ẩn nhẫn ở Bắc Lương 10 năm để dưỡng sức vân vân, nhưng chỉ có tấn công Xuân Thu Phủ là một con đường chắc chắn chết. Một lão nói không sai, Tần Vương tự mình cũng là người tập võ, sinh ra cao lớn thô kịch, từng là người dẫn quân đánh giặc, mãi đến sau này bị thái tử tiền nhiệm thu hồi binh quyền mới buộc phải toàn tâm toàn ý xử lý chính sự. Hắn nhìn Xuân Thu Phủ trên sa bàn bản vương thấy Trần Tam Thạch là chó cùng rứt dậu, trừ phi hắn có thể dẫn theo quân Bắc Lương cùng bay qua từ trên trời, nếu không thì cứ chờ chết ở núi Kỳ Lân đi, còn về việc hắn là một người giỏi đánh trận tại sao lần này lại đi một nước cờ sai lầm như vậy nguyên nhân rất đơn giản hắn đang sợ phụ hoàng của bản vương ngày phụ hoàng xuất quan là ngày tất cả loạn tặc trên thiên hạ diệt vong long khánh hoàng đế vẫn đang bế quan trở thành liều thuốc an thần trong lòng mọi người đúng vậy bạch bào sợ rồi người vừa sợ sẽ phạm sai lầm hoặc là nói chính hắn cũng rất rõ bước đi này là cờ chết nhưng vẫn phải đi tần vương tiếp tục nói cho nên hắn ra chiêu sai cũng là tất nhiên mọi người không cần lo lắng, việc chúng ta cần làm là nghĩ cách bảo đảm cung cấp lương thảo, sau đó chỉ cần đợi tin thắng trận của cửu đệ ta là được, các quan viên dần dần bình tĩnh lại. Nhưng ở trong góc, một phùng xuân thượng thư bộ binh rõ ràng lúc đầu là người bình tĩnh nhất, lúc này nhìn xa bàn thần sắc càng thêm ngưng trọng. Người làm tướng kỵ nhất là không có thành trì, bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn là mưu sĩ đầu tiên dưới trướng tôn tượng tông lúc trước, sao lại không hiểu được, trên thực tế, trong lòng một phùng xuân cảm thấy bất an chẳng lẽ thật sự giống như tần vương điện hạ nói trần tam thạch sợ rồi hắn sợ bệ hạ xuất quan cầm long uyên kiếm đích thân đến lương châu cho nên buộc phải liều lĩnh có khả năng này hơn nữa còn rất lớn nhưng lần lượt xuất kỳ chế thắng khiến một phùng xuân không thể không coi trọng đồng thời đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ nếu hắn là trần tam thạch nên làm thế nào để hạ được xuân thu phủ và thành gần như không thể công phá này xuân thu phủ thành này giữa núi mà xây gần như tương đương với việc chắn ngang giữa khe núi hẹp hoàn toàn bịt kín đường ra của Lương Châu, vì vậy được xưng là khóa sắc bắc cảnh, cửa ngõ trung nguyên. Lăng Vân, Đạo Huyền, Trấn Nam Vương, Lý Hạc, cộng thêm 20 vạn binh mã trung nguyên, lúc này tất cả đều tụ tập ở đây. Trong trung quân đại trướng, Trấn Nam Vương Tào Nhung vẻ mặt trầm lặng nhìn bản đồ trước mặt. Báo một tên lính đến bẩm báo 15 vạn đại quân Bắc Lương, tất cả đều bày binh bên ngoài núi Kỳ Lân, ngày đêm gấp rút tu sửa trạm đạo, gần như đến mức không tiếc chi phí. Hừ, nghe vậy, Lý Hạc hừ lạnh một tiếng lão phu đích thân dẫn theo mấy vị đạo hữu, đi phá hủy trạm đạo, hắn sửa xong một lần thì phá một lần, khiến bọn chúng vĩnh viễn không ra được núi Kỳ Lân. Không, Trấn Nam Vương Tào Nhung giơ tay phủ quyết để bọn chúng qua đây. Cái này, Lăng Vân nhắc nhở nói e rằng không ổn chứ, không có gì không ổn. Đạo huyền nhìn ra ý đồ của đối phương Tào Đạo Hữu muốn dẫn dụ bọn chúng đến công thành chịu chết. Xuân thu phủ của chúng ta thành cao kiên cố, hậu phương cung cấp lương thảo càng là cao gối mà ngủ, ta lại bố trí trận pháp trên tường, cho dù để bọn chúng qua núi Kỳ Lân thì có thể làm gì, đừng nói là 15 vạn đại quân, cho dù là 30 vạn đại quân, cũng không làm gì được chúng ta, chỉ cần phòng thủ mấy tháng. Đông Khánh bên cạnh chắc chắn sẽ không nhịn được, tiến đến tấn công Lương Châu, đến lúc đó, bọn chúng sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần trong lúc hoảng loạn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, sẽ bị chúng ta ăn tươi nuốt sống. Tào đạo hữu, tại hạ phân tích có đúng không trấn nam vương tào nhung là người ít nói không trả lời chỉ là ngầm thừa nhận ha ha đạo huyền vuốt râu cười nói xem ra tại hạ vẫn có mấy phần thiên phú cầm binh trong người người mau đi bố trí trận pháp trấn nam vương tào nhung không cười kéo theo một thanh đao rộng không có lưỡi sắt độ dày rộng bằng lòng bàn tay chậm rãi đi ra khỏi lầu thành đến trên tường thành nhìn về phía xa núi kỳ lân sát ý càng thêm nồng đậm đây là thù hận đoạn tuyệt con đường võ đạo đối với hắn mà nói, còn sâu sắc hơn cả thù giết cha mẹ, một người là Trần Tam Thạch, một người là Phòng Thanh Vân, hai người này, lần này xuất chinh, cho dù là chết, cho dù là không giữ cửa ải, hắn cũng phải liều mạng giết chết người này, trong gió tuyết, trạm đạo núi Kỳ Lân, cuối cùng cũng sửa xong. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch tự mình làm tiên phong, dẫn theo Hồng Trạch Doanh cộng thêm một bộ phận tướng sĩ của Đại Kích Doanh, tổng cộng hai vạn binh mã, lần lượt vượt qua trạm đạo, dọc đường không gặp phải bất kỳ cản trở nào thật là kỳ quái tống quế chi đi theo bên cạnh nói lúc đầu mỗi ngày bọn họ đều có tu sĩ đến phóng thích pháp thuật phá hủy trạm đạo rồi chạy sao đột nhiên lại như bị mù không thèm quan tâm nữa bởi vì bọn họ cố ý ngoại long đệ tử tề thành giải thích bọn họ có lòng tin khiến chúng ta trong thời gian ngắn không thể hạ được xuân thu phủ cho nên muốn dụ địch xâm nhập đợi sau khi phía sau chúng ta trống không đông khánh nhất định sẽ thừa cơ mà vào đến lúc đó chúng ta muốn rút lui bọn họ lại phá trạm đạo chúng ta sẽ phải chết trong túi mật của núi Kỳ Lân. Hừ, Ngụy Huyền hừ lạnh một tiếng lão phu muốn xem xem, bọn họ có thực sự mạnh như vậy không? Hai vợ chồng bọn họ cũng đã đột phá đến cảnh giới chân lực, là lực lượng chiến đấu hiếm có, hơn nữa mấy trận chiến lớn nhỏ trước đây đều biểu hiện rất liều mạng, có thể trọng dụng. Tiểu tử cả gan muốn hỏi Ngụy Tướng quân một câu. Tề Thành cung kính nói tiểu tử nghe nói, Ngụy Tướng quân và Bắc Lương Vương của chúng ta kỳ thực chỉ gặp mặt một lần, có một số giao dịch hơn nữa cũng không phải là người của thế giới này ngươi muốn hỏi, tại sao lão phu lại bán mạng cho Trần Huynh đúng không? Vị huyền nhìn đối phương mặt nhận, phút râu cười nói lúc trước ở quan độ, Trần Huynh đệ dẫn theo chúng ta liều mạng bán mạng, kết quả triều đình của các ngươi không chỉ đâm sau lưng, còn muốn ra tay với hắn, lão phu thực sự không? Thể nhìn nổi, cho nên muốn giúp một tay. Còn về sau, cũng không có quá nhiều nguyên nhân, chính là theo Trần Huynh đệ cùng nhau nhổ bỏ Linh Hòa, trong lòng sảng khoái thời thơ ấu hắn đã theo gian tả thất hiệp học võ, sau đó theo các đại hiệp các nơi học võ, nửa đời giang hồ, lĩnh ngộ được chân lý, hiệp chi đại giả vi quốc vi dân, sau đó liền trấn thủ thành trì, cả đời đều hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mãi đến sau khi tiến vào tu tiên giới, ngụy Huyền không còn sở hữu năng lực, hành hiệp trượng nghĩa. Hắn từng nhìn tu sĩ lấy việc ngược đãi phàm nhân làm thú vui, cũng nhìn tông môn ép buộc bách tính trồng một nửa linh hòa trong ruộng, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, có thể nói là buồn bực thành bệnh, mãi đến sau khi đến Đông Thắng Thần Châu. Tận mắt nhìn thấy bạch bào nhổ bỏ linh hòa trong ruộng, lại giết chết đệ tử của Thăng Vân Tông. Mới biết, ở thế giới rộng lớn này, vậy mà có một nơi, có người đang phản kháng, Ngụy Huyền tự nhận mình không có hy vọng đột phá đến cảnh giới trên chân lực trong mười mấy năm thọ nguyên cuối cùng, liền hạ quyết tâm cùng với thê tử, dùng thân thể còn sót lại, là một số việc mà, hiệp khách, nên làm. Thì ra là thế. Tề Thành có điều suy nghĩ gật đầu, không ngờ trên thế giới này, thật sự có người đơn thuần là vì đại nghĩa. Hai vạn quân tiên phong trong 10 ngày, lần lượt vượt qua trạm đạo núi Kỳ Lân, đến chân núi dễ thủ khó công, đóng quân hạ trại. Toàn quân, theo ta công thành, Trần Tam Thạch ra lệnh một tiếng. Xuân Thu Phủ Trên tường thành Tin tức quân Bắc Lương vượt qua núi Kỳ Lân, rất nhanh đã truyền đến đây. Báo Trần Tam Thạch tự mình dẫn theo quân tiên phong, sau khi đóng quân hạ trại ở ngoài thành 80 dặm, đã thẳng tiến đến cổng thành, quả nhiên. Lý Hạc nói tên giặc này giống như các ngươi dự liệu, trước tiên đóng quân hạ trại với một lượng nhỏ binh mã ở bên ngoài núi, duy trì an toàn cho việc vận chuyển lương thực, sau đó sẽ đến tấn công chúng ta. Đạo huyền đạo hữu, ngươi đã chuẩn bị xong chưa, chỉ thấy đạo huyền tán nhân khoanh chân ngồi dưới đất. Bên cạnh hắn, bày đầy đủ các loại cờ, trận bàn và linh thạch, ngực đầy tự tin nói ta đã bố trí, kim chung trận, và tường thành của Xuân Thu phủ thành một thể. Trận này là trận pháp thượng phẩm cấp 1, có thể khiến toàn bộ tường thành của thành trì được bảo vệ, cho dù bộ phận nào đó bị hư hỏng, ta cũng có thể nhanh chóng sửa chữa, cho dù là để bọn chúng đục tường, cũng phải đục 10 ngày nửa tháng, có thể nói là kiên cố vững chắc như thành đồng. Còn trận pháp thiên thư thì sao, Lăng Vân? Cẩn thận nói nếu Trần Tam Thạch sử dụng trận pháp thiên thư, chúng ta cũng cần có biện pháp ứng phó mới được. Cái này không vội được đạo huyền tán nhân nói chuẩn bị trận pháp thiên thư cỡ lớn cần hao phí cực kỳ nhiều trận kỳ và linh thạch các loại những thứ này đều là xin từ tông môn đủ dùng thì đủ dùng nhưng vẫn cần ta từng cái từng cái khai quang đợi đến khi bác môn kim tỏa khốn tiên trận của ta thành công mới có thể thử đi vây giết trần tam thạch trước đó chúng ta chỉ cần phòng thủ thành trì là được trận pháp trong thiên thư động một chút là cần mấy nghìn đến mấy vạn người căn bản là tu sĩ đơn độc không thể gánh vác nổi nhưng đối với tông môn mà nói cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Thực sự không biết rốt cuộc Trần Tam Thạch kia trong tay có bảo vật gì, vận dụng lực lượng gì, vậy mà có thể bỏ qua linh khí do linh thạch cung cấp, không tốn chi phí nào đã kích phát được đại trận, nghĩ kỹ lại, quả thực khó tin. Ầm ầm ầm, ngay khi mấy người đang nói chuyện, thành trì đột nhiên rung chuyển, đã có thể nhìn thấy ở phía xa xa một mảnh đất trắng xóa, dần dần bị một dòng nước lũ đen kịch bao phủ, đó là tướng sĩ của quân Bắc Lương. Thùng thùng thùng, trong xuân thu phủ đã chuẩn bị sẵn sàng vang lên tiếng trống trận tất cả tướng sĩ trung nguyên đều cầm lấy binh khí trong tay nghiêm trận chờ đợi trên tường thành lúc này rõ ràng tiếng trống trận tiếng vó ngựa không dứt bên tai nhưng trong cảm nhận của cả hai bên địch ta lại giống như yên tĩnh đến cực điểm áp lực đến cực điểm dường như trong hư không có một lực lượng vô hình đang tiếp tục cho đến khi lá cờ của cả hai bên đồng thời vung lên lực lượng này mới bùng nổ cung nỏ bắn xe bắn đá đại chiến bùng nổ mưa tên như trút nước trình ra một đường công trượt từ trên bầu trời xuống, tất cả đều bị binh lính cầm khiên và vũ khí công thành ở phía trước của quân Bắc Lương chặn lại, từng tảng đá lớn được ném ra từ phía sau của quân Bắc Lương, không ngừng đập vào Xuân Thu phủ giống như núi. Tuy nhiên, ngay khi những tảng đá lớn này rơi xuống, trên tường thành của Xuân Thu phủ lại có thể sáng lên từng lớp từng lớp màn sáng màu vàng kim mỏng manh, che chở toàn bộ thành trì bên trong. Ầm ầm ầm, từng tảng đá lớn nổ tung thành bột phấn, nhưng Tường Thành vẫn bình yên vô sự. Tiếp theo là tên lửa, xe công thành đến trước vân vân, cũng đều gặp phải tình huống như vậy, bất kể oanh tạc thế nào, đều bị màn sáng màu vàng kim năng cản nhẹ nhàng ở bên ngoài, không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Tường Thành. Xuân thu phủ trong tuyết lớn bay bay kim quang lấp lánh, thực sự là kiên cố vững chắc như thành đồng, là trận pháp, Ngụy Huyền lập tức nhận ra xem ra trong thành còn có trận pháp sư. Hắn lập tức giơ cao thanh kiếm khổng lồ trong tay, ra hiệu cho các huynh đệ phía sau làm chậm tốc độ tấn công. Trong dòng nước lũ đen kịt, chỉ có một bóng người màu trắng cưỡi ngựa lao đi trước tiên, hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến thành trì, chỉ trong nháy mắt đã đến trong vòng 500 bước, linh quang lóe lên, trong tay xuất hiện một cây cung lớn màu vàng kim, trên đó khắc phù văn huyền diệu, khi dây cung được kéo ra, phát ra tiếng ong ong, kèm theo gió tuyết bay bay đều hội tụ ở phía trước, dần dần hình thành một vòng xoáy. Trấn Nam Vương Tào Nhung sớm đã biết Bạch Bào giỏi cung tiễn, nhưng kỳ lạ là hắn không nhìn thấy mũi tên nào từ trong tay và dây cung của đối phương, từ xa nhìn lại rõ ràng là trống không. Ông, cuối cùng. Dây cung trăng đầy trở lại. Ở trước mặt bạch bào, chân lực tầng tầng lớp lớp cuộn trào, cơn bão tuyết gió tích lũy đã lâu đột nhiên bùng phát, bắn ra ngoài hơn 10 trượng, sau khi bay ra hơn 10 trượng, cơn bão tuyết bắt đầu tan chảy nhanh chóng, trong nháy mắt đã hóa thành nước đá, sau đó lại dưới nhiệt độ cao nóng bỏng hóa thành khói trắng, một con rồng lửa màu đỏ sẫm đột nhiên chui ra từ trong đó, mang theo quy lực cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã đến trên tường thành. Trấn Nam Vương Tào Nhung đã đợi sẵn từ lâu, hô hấp. Pháp nghịch luyện của hắn thi triển, hạ bộ bát cảnh thần trong cơ thể lần lượt thức tỉnh, thanh đao rộng không có lưỡi trong tay nở rộ ra khí đen nồng nặc trong tuyết trắng xóa. Sát khí, hắn vốn tu luyện là hô hấp pháp hành kim, vốn nên tiếp phát ra chân lực hành kim, kết quả sai lầm lại thành đúng, biến thành chân lực sát khí, nhưng cũng chính vì vậy, lực lượng ẩn chứa trong đó còn vượt qua chân lực bình thường sơ kỳ, một đao chém xuống, trực tiếp chém ra một khoảng trống trong màn tuyết mênh mông, sau đó ầm ầm va chạm với rồng lửa. Sau khi giằng co một lát, rồng lửa sụp đổ, nhưng trong đó vẫn còn một viên đạn bạc to bằng hạt ốc chó, phù văn trên bề mặt lần lượt sáng lên, tiếp theo bùng phát ra linh lực như sóng thần. Cung vàng đạn bạc, ông ầm ầm, Trấn Nam Vương Tào Nhung cứng rắn bị chấn động lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch dựa vào tốc độ của tọa kỵ, đã xông đến ngoài cổng thành chiến mã hí vang hắn cưỡi bạch câu nhảy lên nhảy lên cao đến mấy trượng sau đó trong nháy mắt thu thiên tầm vào trong túi trữ vật dưới chân thay thế bằng pháp khí phi hành cung vàng đạn bạc trong tay cũng biến thành long đảm thương sáng bạc một thương đâm ra lửa cháy cuồn cuộn như mặt trời giữa trưa trấn nam vương tào nhung không sợ hãi gào thét vung đau rộng không có lưỡi chém xuống sát khí cuồn cuộn giống như một ngọn núi đen ầm hai bên va chạm chân lực tiếp động ra những binh lính ở xa mấy chục bước đều bị hất bay ra ngoài nhưng đồng thời ba người còn lại cũng từ các hướng khác nhau vây quanh mà đến linh vân của võ đạo thế gia cầm một thanh kiếm mềm trong tay dưới sự gia trì của hô hấp pháp hành thủy vốn là kim loại chế tạo hoàn toàn hóa thành dòng nước mềm mại trong nhu có cương rơi vào trên trường thương nước lửa không dung tương khắc lẫn nhau rất nhanh khói trắng đã bao phủ xung quanh mấy trượng mà đạo huyền tán nhân thì hai tay bấm quyết kích hoạt trận pháp đã chuẩn bị sẵn sàng từng sợi từng sợi xích sắc màu vàng giống như rồng rắn quấn quanh bạch bào. Cuối cùng, Lý Hạc tu sĩ nhà họ Lý từng phục dụng trúc cơ đan, đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 16, pháp lực vô cùng thâm hậu, cũng tế ra phi kiếm bản mệnh của mình, một kiếm chém xuống, khai sơn liệt hải. Tiểu tặc, chịu chết đi, trong lúc thỏ chạy vọt lên, diều hâu chụp xuống. Đồng tử Trần Tam Thạch bùng cháy ngọn lửa, chân lực hành hỏa trên người lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp chấn động lăng vân và trấn nam vương tào nhung bay ra sau đó quét ngang nghìn cân vòng cung lửa đi qua đồng thời hòa tan băng tuyết và đập nát tất cả xích sắt được triệu hồi trong trận pháp sau đó trước khi phi kiếm của lý hạc chém xuống mới dơ thương lên đỡ đùng một tiếng nổ lớn kẻ địch và ta chỉ nhìn thấy bạch bào vừa mới tấn công lên tường thành dưới sự vây công lại bay ngược trở lại mấy trăm bước trước khi rơi xuống mới điều khiển pháp khí phi hành ổn định thân hình ngoài ý muốn là hắn không quay lại mà là xoay người, bay về phía xa, rất nhanh đã biến mất trong màn tuyết mênh mông. Quân Bắc Lương cũng vang lên tiếng hiệu lệnh rút quân. Cơn bão này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ sau khi giao chiến ngắn mũi, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Trên tường thành, Trấn Nam Vương Tào Nhung suýt nữa không nhịn được muốn đuổi theo. Tào Đạo Hữu bình tĩnh, Đạo Huyền Tán Nhân khuyên nhủ nói có câu nói là không nên đuổi cùng giết tận, người này âm hiểm xảo trá, rất có thể đang dẫn chúng ta ra khỏi thành. Tào Nhung tự nhiên hiểu đạo lý này, cuối cùng vẫn khống chế được cảm xúc. Tên tiểu tử này sớm nên giết, một lần giao chiến, Lý Hạc đã cảm nhận được sự lợi hại của đối phương. Bốn người có mặt, trong đó Tào Nhung mệt luyện, bản thân hắn lại là tầng 16 luyện khí, về lý thuyết đều nên mạnh hơn đối phương mới đúng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, nếu là đơn đã độc đấu, sợ rằng không có ai là đối thủ của Bạch Bào, hoàn toàn là dựa vào liên thủ mới áp chế được hắn may mắn thay, có thể phòng thủ được, chiến lược thủ thành là đúng. Lăng Vân cảm khái nói thương pháp của người này vô cùng sắc bén, cho dù là ở tu tiên giới cũng chưa từng thấy qua. Thôi, vậy thì thủ thành đi, Tào Nhung tuy là người mê võ, nhưng những năm này có thể trấn thủ phía nam, tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, hắn trầm giọng nói vừa rồi giao chiến, chỉ là thăm dò của bọn chúng mà thôi, không lâu sau, hẳn là sẽ có đại quân nam hạ núi Kỳ Lân, cho đến khi tập hợp 15 vạn đại quân, hắn lại sử dụng trận pháp thiên thư, mới thực sự là cuộc chiến ác liệt. May mắn thay, lương thảo của chúng ta có thể liên tục không ngừng được đưa vào Xuân Thu Phủ, chỉ cần dựa vào tòa thành này để kéo dài thời gian, không quá 100 ngày, quân địch tự tan rã. Đến lúc đó lại nhân cơ hội mà hành động, lấy mạng tên này, đạo huyền huynh đài, còn mong ngươi nhanh chống chế tạo trận kỳ, sớm ngày vận dụng được trận pháp thiên thư, đây là tự nhiên. Đạo huyền lập tức tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Thân phận và địa vị của bốn người đều không giống nhau, nhưng lúc này hợp tác toàn lực, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là kéo chết bạch bào, quân Bắc Lương. Trung quân đại trướng Thật sự là kiên cố vững chắc như thành đồng, cũng giống như Trần Tam Thạch dự liệu, Xuân Thu phủ quả thực là trong thời gian ngắn căn bản không thể hạ được. Vậy thì tiến hành theo kế hoạch ban đầu đi. Hắn hạ lệnh nói truyền lệnh hứa văn tài, toàn quân lập tức xuất phát tiến đến Vân Châu, phải công phá Vân Châu trong thời gian quy định, sau khi Xuân Thu phủ cắt đứt lương thực, từ cánh đông đến bao vây xuân thu phủ ngụy huyền có chút lo lắng nói trần huynh đệ vẫn muốn dẫn theo chỉ có bảy nghìn người vượt núi băng rừng đến trấn thủ hồng đô phủ như vậy tất nhiên sẽ gặp phải hai mươi vạn đại quân phản kích có phải quá mạo hiểm hay không tiếp tục ở lại chính diện mới thực sự là mạo hiểm trần tam thạch định ra chiến lược sau đó chưa từng dao động ý ta đã quyết thi hành đi dẫn theo hai vạn quân tiên phong cùng với trận chiến công thành ngắn ngủi vừa rồi cũng chỉ là để mê hoặc đối phương Đại quân thực sự đã sớm âm thầm xuất phát đến U Châu, chỉ đợi quân lệnh đến là toàn quân xuất kích. Đây là Minh Tu Trạm Đạo, hơn nửa lần công thành này cũng coi như là một lần thử nghiệm, thử nghiệm các phương diện bao gồm thủ đoạn, cảnh giới của đối phương. Bốn người này, về mặt lý thuyết cảnh giới đều cao hơn hắn, lão tu sĩ kia thậm chí còn vượt xa luyện khí viên mãn. Còn có Tào Nhung Tứ sư huynh sau này trong thư tín từng nhắc tới, Long Kinh, mà hắn giao cho triều đình là ngược lại, không ít chỗ đều đã bị động tay động chân. Nhưng chính là công pháp hỗn loạn. Tào nhung vậy mà lại luyện thành, hơn nữa chân lực ngưng luyện ra cũng vô cùng bạo ngược. Thật sự là trên thế gian không thiếu chuyện lạ. Ngoài ra, bọn họ còn có một trận pháp sư. Đây mới là điều Trần Tam Thạch hơi lo lắng. Bởi vì điều này có nghĩa là, trận pháp trong thiên thư rất có thể sẽ bị triều đình sử dụng. Cho nên càng không thể trì hoãn. Được rồi. Ngụy Huyền không khuyên thêm, chỉ là xin lệnh nói không bằng như vậy, ta và ngươi cùng nhau đi trấn thủ Hồng Đô. Dù sao bọn họ cũng có tận 20 vạn người, hơn nữa bốn người trong xuân thu phủ, cảnh giới tu vi cũng đều mạnh hơn ngươi, vừa rồi giao chiến nhẹ nhàng đẩy lui ngươi, lão phu cảm thấy vẫn là nhiều một người nhiều một phần sức mạnh không được, Vân Châu không đủ võ giả chân lực, hứa văn tài cần ngươi. Trần Tam Thạch nói còn về Hồng Đô, một mình ta là đủ, vừa rồi giao chiến. Hắn quả thực rơi vào thế hạ phong rất lớn. Nhưng không có chết, chỉ cần có thể chống đỡ, là có cơ hội chống đỡ đến khi thắng. Đây là cơ hội duy nhất của Bắc Lương bọn họ, chỉ có sắp xếp như vậy, mới có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất nhập quan. Sau đó một trận định đỉnh Trung Nguyên, đánh đến Kinh Thành, lấy mạng lão hoàng đế kia, tốt nhất là có thể kịp trước khi đối phương trúc cơ, binh gia, từ trước đến nay không thể làm con bạc. Nhưng khi trong tay không có đủ vốn liếng, lại buộc phải lấy nhỏ thắng lớn thì chỉ có thể đặt cược tất cả, quân lệnh rất nhanh đã được truyền đạt đến nơi. Ngay khi Xuân Thu phủ thủ quân nghiêm trận chờ đợi, đợi đến lần công thành thảm thiết tiếp theo, 13 vạn đại quân của U Châu lại đột nhiên đổi hướng, mũi nhọn chỉ về Vân Châu, nguyên bản tụ tập bên ngoài, làm ra vẻ muốn tiến vào núi Kỳ Lân, công kích Xuân Thu phủ, đại quân 13 vạn người, đột nhiên chuyển hướng, mũi nhọn chỉ về phía Vân Châu, tiên phong quân bên ngoài núi Kỳ Lân thì bày ra nghi trận. Cái gọi là nghi trận, chính là ở trong trời tuyết lớn, để mấy ngàn người đẩy xe qua lại trên đường núi, nhìn như càng ngày càng có nhiều người tiến vào thung lũng, nhưng thực tế thì vẫn chỉ có ngần ấy người cứ đi đi lại lại mà thôi. Còn Trần Tam Thạch, thì tự mình chọn ra 7.000 tướng sĩ từ trong hồng trạch doanh, lặng lẽ rời khỏi núi Kỳ Lân trong gió tuyết, sau đó đến dưới chân núi Âm Bình. Hành quân đánh giặc từ xưa tới nay đều cần dựa vào, giao thông không phải chỗ nào người có thể đi được thì quân đội cũng có thể đi được tiếp tế chiến mã binh khí áo giáp các loại trừ khi là quân tinh nhuệ hành quân gấp bằng không thì ngay cả binh khí và áo giáp cũng phải đợi đến khi tới chiến trường hoặc là trước khi đi qua khu vực nguy hiểm mới trang bị lên người đây cũng là nguyên nhân vì sao thường thường xuất kỳ binh lại có thể có kỳ hiệu có thể địch quân ai nấy đều mặc thường phục tay không vội vã lên đường vào lúc này đột nhiên có một đội kỵ binh trang bị đầy đủ từ phía sau lao ra không bị đánh tan mới là lạ ngay cả cấm quân trong hoàng cung ngày thường trong tay cũng không có quá nhiều binh khí các cuộc chính biến trong cung từ trước đến nay đều cần phải nghĩ cách cướp lấy vũ khố trước sau đó mới chính thức khởi sự cũng chính vì vậy hành quân đánh giặc cần điều động một lượng lớn dân phu làm đội ngũ hậu cần xe ngựa xe đẩy cần rất nhiều những thứ này đều nhất định phải đi đường lớn nhưng giờ phút này dưới mệnh lệnh của trần tam thạch vứt bỏ hết thảy những thứ này tất cả mọi người vứt bỏ trường binh khí cởi giáp chỉ mặc thường phục không cưỡi chiến mã đi bộ lên núi xuất phát bảy ngàn tướng sĩ hồng trạch doanh cởi giáp tất cả mọi người cầm trường kiếm đeo sau lưng bên hông buộc đầy lương khô và túi nước tập hợp dưới chân núi trước mặt bọn họ chính là một dãy núi hoang kéo dài gần ngàn dặm không chỉ đường xá gập ghềnh khó đi hơn nữa lại có chứng khí bao quanh không có bất kỳ đồ ăn gì chỉ có độc trùng độc xà đừng nói là hành quân đánh giặc chính là người bình thường vô ý đi vào trong đó cũng có thể không ra được nữa thế nhưng ngày này một đội ngũ trên mặt mang theo vẻ quyết tuyệt không chút do dự nào chui vào trong đó rất nhanh đã bị chướng khí màu xanh biếc nuốt chửng hoàn toàn ngọc lục châu u lan phủ dưới sự giúp đỡ của các tông môn tiên giới và tầm tiên lâu tấn vương yến vương khởi nghĩa nửa năm trước rất nhanh đã chiếm được ba châu nơi này chính là một trong số đó xem như là kinh thành của bọn họ lúc mới bắt đầu bởi vì vị trí địa lý của bọn họ không tốt, ba châu rất nhanh đã biến thành hai châu. Nhưng bởi vì hoàng đế chậm chạp không lộ diện. Trong tay Tấn Vương lại cầm ngọc tỷ truyền quốc giả và chiếu thư nhường ngôi giả, cộng thêm những tội ác của nghiêm đảng truyền khắp thiên hạ, rất nhanh đã nhận được một lượng lớn ủng hộ ở khu vực Trung Nguyên phía Đông và khu vực phía Nam. Cộng thêm không lâu trước đó, Tấn Vương truyền hịch thiên hạ, Bắc Lương Vương Bạch Bào Trần Tam Thạch dẫn theo 15 vạn thiết kỵ hưởng ứng khởi binh, càng hấp dẫn không ít người đầu tư bởi vì bạch bào chưa từng bại từ hơn hai ngàn tàn binh bại tướng ở bà dương lúc ban đầu đến trận chiến quan độ được đặt vào chỗ chết sau đó sinh ra chưa từng bại thế gia hào môn và các tông phái ở các nơi đều đang đầu tư tấn vương càng là đang đầu tư bạch bào cho nên sau khi bắc lương vương xuất thế địa bàn hai châu của tấn vương rất nhanh đã mở rộng đến bốn châu mãi đến gần đây mới dừng lại chỉ đợi quân bắc lương nhập quan thành công là có thể tiếp tục tiến công hai bên đang lợi dụng lẫn nhau tấn vương đang lợi dụng danh vọng của bạch bào bạch bào cũng đang lợi dụng danh chính ngôn thuận của bọn họ vương phủ tiếng sáo len ken du dương không ngừng quanh quẩn trong phủ đệ rộng lớn đó là nho sinh áo xanh phòng thanh vân ngồi trên xe lăn dưới lầu gió tuyết đang thổi khúc bắt lương phá trận nhạc một khúc thổi xong liền có tu sĩ vỗ tay khen hay phòng đạo hữu cầm kỳ thư họa không gì không thông thổi khúc cũng thật tuyệt Tu sĩ quy nguyên môn treo gẹo nói, bất quá cái sáo này của ngươi, lại rất giống với một vị đồng môn của ta. Nho sinh áo xanh đưa lưng về phía tu sĩ. Cho nên tu sĩ không nhìn thấy thần tình của nho sinh, chỉ nhìn thấy cánh tay đối phương cầm ngọc địch rõ ràng cứng đờ một chút, sau đó mở miệng nói, tiền đạo hữu, đồ vật mang đến chưa, đã mang đến rồi. Tiền kỳ nhân vừa nói vừa đưa qua mấy tấm phù lục, những phù lục này, dùng tinh huyết của tu sĩ là có thể kích hoạt nho sinh áo xanh vốn chính là tu sĩ luyện khí chỉ là sau đó bị phế không cách nào ngưng tụ pháp lực nữa mà thôi thật ra ngươi hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy cho dù người của thăng vân tông thật sự đánh tới cũng có chúng ta đỡ ở phía trước tiền kỳ nhân nói được rồi đi theo ta đi bọn họ đang muốn tìm ngươi thương nghị quân sự đây đại sảnh vương phủ sớm đã bị cải tạo thành trung quân đại trướng sa bàn dư đồ các loại đầy đủ hết tấn vương tào hoáng Kiến vương Tào Chi, tiền binh bộ thượng Thư Minh Thanh Phong, tiền cẩm y vệ phó chỉ huy sứ trường Tôn Húc Thăng, cùng với một số quan viên triều đình thuộc nhánh của Tấn Vương đều tụ tập ở đây. Bắt lương xuất binh rồi. Trường Tôn Húc Thăng cầm tình báo, vội vã đi vào trong sảnh nói, một tháng trước, Trần Tam Thạch dẫn theo 15 vạn đại quân đóng ở núi Kỳ Lân, tự làm tiên phong bắt đầu công đánh Xuân Thu Phủ, tốt, rốt cuộc xuất binh rồi. Binh bộ thượng Thư Minh Thanh Phong nói được một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì. 15 vạn đại quân, tất cả đều đi đánh Xuân Thu Phủ, chiến thuật hợp lý hơn. Hẳn là nên lưu lại 3 đến 4 vạn binh mã, chặn chết ở bên ngoài đường núi Kỳ Lân, sau đó chia quân ra ngoài công đánh Vân Châu, đợi đến khi đánh lui Khánh quân trong phạm vi Vân Châu, lại đi xuống phía nam vòng đến phía đông của Xuân Thu Phủ, từ từ mưu đồ. Chiến thuật như vậy vẫn bước mà tiến, sẽ không có kỳ hiệu, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với trực tiếp cứng rắn đi đánh Xuân Thu Phủ. Sao vậy? Tấn Vương đi đến trước sa bàn, Trần tướng quân an bài như vậy, chẳng lẽ không thể nhập quan thành công, muốn đánh thông xuân thu phủ, ít nhất cũng cần 2 năm trở lên. Minh Thanh Phong cho biết, trong lúc này, còn rất có thể bị Khánh quân tập kích, toàn quân bị diệt cũng có khả năng, hơn nữa hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian là đứng về phía kinh thành Trường An bên kia. Tấn Vương và những người khác cầm chiếu thư nhường ngôi giả, xưng là người thừa kế chính thống, phụng thiên thừa vận, cho nên mới có càng ngày càng nhiều người đến đầu quân, nhưng tất cả những thứ này đều là trong tình huống long khánh hoàng đế không lộ diện giao triều chính cho tần vương và nghiêm đảng mới có thể hợp tình hợp lý một khi long khánh hoàng đế xuất quan lời đồn bọn họ tung ra cũng sẽ tự sụp đổ còn có thể phải đối mặt với việc hoàng đế thân chinh sau khi trúc cơ lại thêm bảo vật gia trì đông thắng thần châu sẽ không còn ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn phòng tướng quân minh thanh phong thấy nho sinh áo xanh đi tới vội vàng tiến lên hỏi người hiểu rõ trần tướng quân nhất mau giúp xem xem hành động này của hắn có ý đồ gì. Chúng ta có thể giúp được hay không, không có kẻ địch vĩnh viễn. Hiện tại Bắc Lương là đồng minh duy nhất bọn họ có thể dựa vào. Phòng Thanh Vân nhìn chầm chầm xa bàn, thật lâu sau mới đưa ra đáp án, hắn đang liều mạng. Nói như vậy, phòng tướng quân cũng không có nắm chắc lớn, tấn vương buồn bã không thôi. Điều động bốn vạn binh mã, tập hợp ở biên giới Ngọc Lục Châu của chúng ta. Phòng Thanh Vân chỉ nói, một khi bắt lương xảy ra ngoài ý muốn tận lực đi lên phía bắc tiếp ứng minh thanh phong và những người khác lập tức làm theo tấn vương nghe xong trong lòng càng thêm thấp thỏm sau khi sắp xếp xong quân sự hắn liền đi đến sau bình phong tìm yến vương tào chi đang ăn lẩu thập nhị đệ sao ngươi còn có tâm tình ăn uống lần trước ngươi nói muốn mời cao cảnh tiên sư đã mời tới chưa còn đang đợi tin tào chi vừa ăn vừa nói mời người tới không có vấn đề Vấn đề là làm sao để cho tu sĩ cao cảnh chịu áp chế phong ấn tiến vào đông thắng thần châu của chúng ta, từ từ đợi đi, chưa chắc kịp. Nói như vậy, vẫn phải trông cậy vào trần tướng quân. Tấn vương mặt mày ủ ê nếu bắt lương xong, bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Xuân thu phủ Kể từ lần trước giao chiến ngắn ngủi với Bắc Lương Quân, thời gian đã trôi qua 60 ngày. Trong lúc này, Bắc Lương Quân chỉ đóng quân ở núi Kỳ Lân, cũng không lại đến xâm phạm. Muốn để mười mấy vạn đại quân vận chuyển toàn bộ nhân mã, dụng cụ và lương thảo qua con đường nhỏ hẹp, quả thực cần thời gian rất dài, nhưng bình thường mà nói 70 ngày thế nào cũng đủ dùng, cũng không biết vì sao còn chưa công thành. Trấn Nam Vương Tào Nhung hai tay chấp sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân phía sau tiến đến, cũng không quay đầu lại hỏi, tình huống thế nào, hồi bẩm điện hạ. Thám báo chắp tay nói, Bắc Lương quân còn đóng quân ở nguyên chỗ, trên đường núi cũng vẫn đang không ngừng vận chuyển nhân mã và lương thảo còn chưa kết thúc trấn nam vương tào nhung không khỏi nhíu mày không bằng lăng vân ngày ngày đêm đêm lãng phí ở nơi này cũng có chút nóng nảy cho ta một chi binh mã đi thử xem vạn vạn không thể đạo huyền tán nhân khuyên nhủ người này vô cùng xảo trá rất có khả năng là cố ý bất động như núi lợi dụng mười mấy vạn quân đội sớm bố trí mai phục chỉ chờ chúng ta ra ngoài thành chịu chết nếu bọn họ muốn hao tổn Vậy hao tổn tiếp cũng không sao. Một là thời gian đứng về phía chúng ta, hai là ta cũng có nhiều thời gian chế tạo trận kỳ hơn. Trấn Nam Vương Tào Nhung trầm mặt. Hắn đương nhiên biết thời gian đứng về phía mình, nhưng càng là như vậy, càng lộ ra quỷ dị, Trần Tam Thạch tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức chờ chết ở đây, rốt cuộc muốn làm cái gì, người đâu? Tào Nhung ra lệnh nói, lại thu thập tình báo, bao gồm động tĩnh của Khánh Quốc quân đội ở Yến, Lương U và Vân Châu, bổn vương muốn biết tất cả mọi người đang làm cái gì. Chớp mắt lại là 7 ngày trôi qua. Núi Kỳ Lân vẫn một mảnh tĩnh lặng. Cho đến một tiếng hét to, phá vỡ sự yên lặng này. Điện Hà, Vân Châu. Bắc Lương Quân ở Vân Châu, 30 ngày trước, mười mấy vạn Bắc Lương Quân đã ở Vân Châu cùng Đông Khánh khai chiến rồi, ăn nói bậy bạ, Lý Hạc Quở trách nói, Bắc Lương Quân không phải ở trước mặt chúng ta sao, sao lại trong nháy mắt đã chạy đến Vân Châu rồi, Đúng vậy. Lăng Vân cũng nghe được liếu lưỡi, không lâu trước đây chúng ta còn giao thủ với Trần Tam Thạch. Lý Hạc, Tào Nhung không thể không phân phó nói, ngươi dẫn theo mấy tu sĩ ngự không tiếp cận đại doanh địch phương, trong tình huống bảo đảm mình còn sống, nhất định phải dò xét rõ ràng hư thực, đáng lẽ nên như vậy sớm, Lý Hạc lập tức dẫn theo hai tu sĩ rời đi. Chỉ nửa canh giờ sau, hắn đã mang theo ý tức giận trở về, không tốt, trống không, đại doanh của Bắc Lương quân là trống không một người cũng không có. Không chỉ đại doanh là trống không, ngay cả đường núi Kỳ Lân cũng bị bọn họ tự hủy bỏ. Bọn họ thật sự toàn quân xuất kích, đi công đánh Vân Châu rồi, nghe được lời này. Tất cả mọi người đều đồng tử co rụt lại. Nếu nói, phía trước là trống không, vậy bọn họ ở đây nghiêm chỉnh chờ đợi cái gì? Nhưng Trần Tam Thạch rõ ràng thật sự đã xuất hiện. Thám báo cũng có thể nhìn thấy trên đường núi ngày ngày đêm đêm đều đang vận chuyển lương thực, là nghi trận. Tào Nhung tỉnh ngộ nói, hắn chưa bao giờ có ý định cường công xuân thu phủ, trước đây hết thảy, đều là mê hoặc chúng ta, mục tiêu thực sự, là Vân Châu. Hắn sớm đã cảm thấy kỳ quái, trong đó quả nhiên có quỷ, các ngươi những người phàm tục này, cả ngày tính kế lẫn nhau. Lý Hạc tu hành hơn 70 năm, cũng chưa từng thấy qua nhiều quanh co như vậy. Vẫn không đúng đạo huyền tán nhân lấy ra dư đồ hắn vốn chính là trận pháp sư đối với quân trận và binh pháp xem như là có thiên phú tương đối cộng thêm trước đây cũng từng đọc qua binh thư hoàn toàn có thể nhìn hiểu đại cục tình hình như thế nào hắn chỉ vào vân châu nói cho dù họ trần đi vân châu thậm chí trong thời gian ngắn đánh lui khánh quân trong phạm vi vân châu cuối cùng cũng vẫn không qua được cửa ải này của chúng ta chỉ cần xuân thu phủ còn ở đây con đường vận chuyển lương thực của bọn họ đi xuống phía nam sẽ là một vấn đề lớn sẽ tương đương với một con dao lúc nào cũng treo sau lưng. Chẳng lẽ Trần Tam Thạch lần này đi xuống phía nam vào Trung Nguyên là giả, đánh hạ toàn bộ bắc cảnh mới là thật, lấy được toàn bộ bắt cảnh sau đó, chiêu binh mãi mãi dưỡng tinh súc nhuệ, ha ha Lý Hạc nghe phân tích của hắn, cười lạnh nói, nói như vậy, tên tiểu tử này là muốn tranh tốc độ tu luyện với hoàng đế của các ngươi, hắn xem qua hồ sơ lý lịch của người này, tự nhiên biết được tốc độ tu luyện của bạch bào vô cùng kinh người. Chỉ trong năm sáu năm ngắn ngủi đã từ một thợ săn, đến nay là võ giả chân lực sơ kỳ loại thiên phú võ đạo này cho dù là đặt ở bất kỳ tông môn hoặc gia tộc tu tiên nào cũng sẽ được bồi dưỡng bằng tài nguyên cấp đỉnh nhưng lần này tổ mạch chi tranh cũng không đơn giản như vậy kéo dài xuống dưới tên tiểu tử này chỉ có đường chết tào huynh lăng vân hỏi vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì báo tào nhung đang suy nghĩ lại có tướng sĩ tới báo hắn hai tay trình lên một phong mật tính Tinh thành một phùng xuân đại nhân gửi thư, nói thỉnh điện hạ nhất định phải coi trọng, hắn, tào nhung nhận lấy tính hàm. Độc sĩ một phùng xuân, dùng kế lấy, độc, tàn nhẫn, nổi danh thiên hạ. Không ít trận thắng mà tôn tượng tông đánh ra lúc trước, đều không thể tách rời khỏi bóng dáng của người này, chỉ tiếc sau đó hai người không biết là nguyên nhân gì, dần dần chia rẽ, không còn qua lại. Nếu nói trong triều đình đại thịnh hiện nay, ai là đệ nhất nhân binh gia? một vùng xuân xứng đáng không hổ thẹn tào nhung mở mật tính ra nội dung trong thư rất đơn giản chỉ có bốn chữ ngắn gọn cẩn thận lương đạo hồng đô phủ thành trì này kiên cố nhưng không lớn nằm chắn trên quan đạo từ trung nguyên thông đến bắc cảnh dùng để trung chuyển binh lực lương thảo có thể nói là nắm giữ sự sống chết của xuân thu phủ nhưng vị trí địa lý của nó lại cực kỳ an toàn bốn phương tám hướng đều là cửa ải trọng yếu và núi cao hiểm trở phương hướng chính bất cần phải đối mặt với uy hiếp của bắc lương thì lại có xuân thu phủ làm lá chắn có thể nói là không còn gì để lo cho nên lưu lại nơi này thủ thành cũng chỉ có một tán tu luyện khí hậu kỳ và một tán tu luyện khí trung kỳ hai người là huynh đệ ruột một người tên là từ phúc một người tên là từ thọ huynh đệ hai người huynh trưởng là luyện khí hậu kỳ nhưng tư chất tầm thường trúc cơ vô vọng đệ đệ chỉ mới hai mươi ba tuổi đã là luyện khí trung kỳ tư chất không tệ nhưng tài nguyên không đủ cho nên huynh trưởng mới mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng của thăng vân tông đến đông thắng thần châu tham dự trận chiến này chính là để giúp đệ đệ của mình tranh thủ một phần tài nguyên tu hành nếu có một ngày nào đó đệ đệ trúc cơ thành công bọn họ từ gia có lẽ cũng có thể thuê một linh mạch thấp phẩm ở thiên thủy châu thành lập một gia tộc tu tiên không còn phải sống cuộc sống tán tu không nơi nương tựa cả ngày lo lắng sợ hãi từ thọ huynh trưởng từ phút đi lên tường thành nhìn đệ đệ ngồi trên tường thành ngáp một cái nói ngươi không nên tới ngươi không có ký huyết khế bây giờ trở về vẫn còn kịp kể từ sau khi quan độ kết thúc lệnh treo thưởng đối với yêu cầu về cảnh giới của tu sĩ cũng tăng lên không ít nhất là tán tu cơ bản chỉ thuê từ luyện khí hậu kỳ trở lên hơn nữa bởi vì tổ mạch tổ mạch đã lấy được phần thưởng cũng không còn như trước đệ đệ từ thọ của hắn chính là tự mình chạy ra ngoài không lấy được bất kỳ phần thưởng nào không kịp rồi. Từ thọ nói, gần truyền tống trận có độ giám sát của Thăng Vân Tông, trước khi tổ mạch chi tranh kết thúc, không có sự cho phép của Tông Môn, bất kỳ ai cũng không thể trở về. Ta nói ca, ngươi khẩn trương cái gì? Chúng ta ở cái nơi quỷ quái này một chờ đợi mấy tháng, bên cạnh trừ một ngọn núi hoang đầy chướng khí, ngay cả một bóng ma cũng không có, có thể có nguy hiểm gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.